Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới kỳ này xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn kiểm tra 1151 của tỉnh ủy kiểm tra tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tổng kết công tác phối hợp quản lý nhà nước về biên giới giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Ngoại vụ. Cuối cùng là phóng sự Bộ đội Biên phòng giúp người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới thay đổi nếp nghĩ cách làm. Bây giờ kính mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Đoàn kiểm tra 1151 của tỉnh ủy Kon Tum do trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy làm trưởng đoàn kiểm tra tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết chỉ thị của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn. Qua công tác quán triệt triển khai, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và tin tưởng các nội dung của nghị quyết, chương trình đề ra được triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và công tác biên phòng trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Các cấp ủy tổ chức Đảng trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ đảng viên. Quán triệt phương châm giám sát phải mở rộng để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn kéo dài. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời chính xác, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy biểu dương những kết quả Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai trong thời gian qua, đề nghị nhanh chóng có kế hoạch khắc phục một số hạn chế tồn tại đoàn kiểm tra đã chỉ ra, nhấn mạnh thời gian tới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Vì vậy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại hai đồn biên phòng Rơ Long và Đắk Long. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị Trung ương 9 khóa 13 và phổ biến quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của khối cơ quan. Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, phân tích những nội dung trọng tâm của hội nghị Trung ương 9 khóa 13 và quán triệt quy định số 148 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phổ biến kết luận số 71 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn, triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện kết luận số 71, quán triệt chỉ thị số 30 ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau hội nghị này, các chi đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt tại đơn vị mình. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý nhà nước về biên giới giai đoạn 2016-2024 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024-2029. Giai đoạn 2016-2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Ngoại vụ thường xuyên duy trì việc trao đổi, thông báo tình hình, kết luận kịp thời những thông tin, tình hình có liên quan đến nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, nhất là các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới, công tác phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới tuyến biên giới Việt Nam-Lào và đấu tranh với các hoạt động phá hoại tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.
hai đơn vị thông tin kịp thời về hoạt động các đoàn khách quốc tế của Lào, Campuchia sang làm việc về quản lý nhà nước về biên giới, phối hợp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh khảo sát xác lập vị trí cắm hệ thống biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm theo Nghị định 34/2014. Phối hợp thực hiện có hiệu quả hiệp định về quy chế biên giới, giải quyết các vấn đề liên quan đến đường biên cột mốc, các hoạt động xâm canh xâm cư, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân, lực lượng vũ trang của Lào, Campuchia chấp hành nghiêm hiệp định về quy chế biên giới, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác lâu dài, phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện các thủ tục đề nghị mở cửa khẩu phụ Hồ Le tại mốc 19, tiếp tục khảo sát, xác định, nâng cấp cửa khẩu phụ Đắk Long, Văng Tắt lên cửa khẩu chính, duy trì thực hiện tốt quan hệ đối ngoại với các tỉnh, huyện, biên giới phía đối diện của hai nước Lào và Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm ba bám bốn cùng, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã và đang triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, từng bước giúp cho người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ngày càng ổn định. Gia đình ông A Vốn là hộ nghèo. Năm 2022, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đắk Nhon, bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng năm xào bí xanh. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, gia đình thu hoạch bán được hơn 20 triệu đồng. Năm 2023, ông tiếp tục trồng và có kế hoạch mở rộng thêm diện tích trong năm 2024 này. Đây thì vườn cũng trồng cây mì, cây bổ lời, xong rồi thu hoạch bổ lời xong rồi thay đổi cách làm trồng bí. Cán bộ chiến sĩ bên phòng hướng dẫn trồng cây bí có trái nhiều để gia đình thu hoạch tăng thêm thu nhập. Thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai bằng những việc làm cụ thể, sát thực với phương châm ba bám bốn cùng, tức là bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng người dân tộc thiểu số. Từ đó, cán bộ chiến sĩ đến từng nhà tuyên truyền để người dân từng bước thay đổi nhận thức, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, biết sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn của xã hội để phát triển kinh tế. Đồng thời, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh triển khai nhiều mô hình giúp người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế như mô hình phân công sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người dân tộc thiểu số kết nghĩa, giúp người dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới, phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình, hỗ trợ bò giống sinh sản cho người nghèo, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Qua đó, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân tộc thiểu số, vươn lên thoát nghèo trên chính quê hương mình. Hỗ trợ của phụ nữ biên cương thì bên Đắk Lô thì triển khai làm cái mô hình sâm dây, mỗi hộ được ít nhất là từ 5 sào xuống. Cho nên chị em rất phấn khởi. Đối với chúng tôi khẳng định là sẽ sâm dây sẽ phù hợp với địa bàn xã Đắk Lô, sẽ phát triển kinh tế mạnh hơn các loại cây khác. Đời sống của chị em nó càng ngày nó càng từng bước nó nâng lên để xua đói giảm nghèo trong cái đời sống của chị em này thoát cái nghèo. Đến nay, đội ngũ đảng viên các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã kết nghĩa với 122 hộ nghèo và giúp 20 hộ thoát nghèo. 52 sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp người dân tộc thiểu số kết nghĩa giúp đỡ 64 hộ người dân tộc thiểu số nghèo, giúp 18 hộ vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi tâm đắc nhất đó là cái mô hình mà cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp người dân tộc thiểu số kết nghĩa với lại người dân ở trên biên giới để mà giúp đỡ người dân tộc thiểu số ở trên các xã biên giới là vươn lên thoát nghèo. Đây là một mô hình mà xuất phát từ thực tiễn, chúng tôi thấy là rất hiệu quả. Lý do là những đồng chí sĩ quan, quân nhân nghiệp là những người mà hơn ai hết là hiểu rõ được cái phong tục, tập quán, được cái trình độ của người dân và dễ tuyên truyền vận động cho người dân ở trên biên giới. Sau khi anh em kết nghĩa thì không chỉ những đồng chí này mà đứng phía sau của các đồng chí này đó là cấp ủy,
ban chỉ đồn, cán bộ tăng cường phát triển kinh tế ở các xã cùng với các đồng chí đó để mà giúp đồng chí đó kết nghĩa với gia đình. Như vậy thì cái mô hình nó rất có hiệu quả. Tỉnh Kon Tum có 13 xã biên giới thuộc 4 huyện Đắk Lây, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Chat Rai. Đến nay, đời sống vật chất tinh thần của người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới được cải thiện nhiều, nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình hiệu quả, góp phần giúp người dân tộc thiểu số xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển. Chuyên mục về chủ quyền an ninh biên giới hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chào các đồng chí và các bạn.